Xin kính chào quý vị, chị Đức Hân Hạnh trở lại phần thứ tư là phần cuối của chương trình Tử Vi và Số Mệnh ngày hôm nay. Chương trình được phát hành mỗi thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM giờ California. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về nhân tướng và nhân cách của con người. Và như chúng ta đã hiểu rằng nhân cách của con người là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đôi khi chúng ta vì quá sức bận rộn cho cái cuộc sống cơm tiền áo gạo của chúng ta hàng ngày, cũng như chúng ta quá sức lo đến cái sự thiếu ăn, do đến cái sự sợ nghèo vân vân, thì có khi chúng ta quên mất cái nhân cách của mình. Hôm nay chương trình với Tử Vi với Số Mệnh nói về nhân cách và nhân tướng và nhân cách của con người. Đây là một chủ đề có tính cách đem lại cho chúng ta một cái sự thức tỉnh, cũng như là có tính cách chúng ta phải nhìn lại cái con người của chúng ta. Có khi là chúng ta phải cần thiết để mà chúng ta làm một gì đó cho con người chúng ta có giá trị hơn và cuộc sống của chúng ta có đầy đủ ý nghĩa hơn. Với chủ đề nhân tướng và nhân cách của con người thì chúng tôi xin lặp lại hai phần chánh chúng tôi vừa trình bày qua trong sách Thánh Hiền Dạy. Đây là những lời của sách Thánh Hiền Dạy, không phải lời của Chí Đức. Chứ quý vị nhớ dùm. Trong cái chương của sách Thánh Hiền Dạy thì có cái chương Cảm ứng Thiên. Chương thứ nhất nói về có dạy rằng họa phúc đều không tự đến mà do lòng người tự gây ra. Làm sai làm ác thì gặp họa, làm lành thì được phúc. Sự báo ứng như hình với bóng, không sai một mảy. Nên hành thiền để tích đức, lũy công, trung thành với tổ quốc, hiếu thảo với cha mẹ, hòa mục với mọi người. Không nên phong phanh tuyên truyền khuyết điểm của người khác, cũng không nên khoe khoang phô trương tài năng và sở trường của mình. Hãy che giấu phần xấu của người khác mà biểu dương phần tốt của họ. Một khi chịu sự khinh khi hay nhục mạ của người, không sinh lòng oán hận, chớ nên kiêu hãnh tự hào mãi xét xem tài đức của mình có tương xứng hay không. Người hành thiền sẽ được thiên hạ tôn kính. Đó là chương 1. Đến chương thứ 2 thì chúng tôi sẽ đọc tiếp. Đây là lời dạy của sách Thánh Hiền. Dùng chuyện không thực tế để vu oan, dùng thủ đoạn xảo trá để lừa người, bới móc chuyện riêng tư, công kích người đồng tộc, tính tình bướng bỉnh, không lòng nhân từ, táo bạo chuyên quyền, không nghe lời khuyên bảo của những người khác là điều không tốt. Không phân biệt được thị phi, việc xấu cho là tốt, việc tốt cho là xấu. Chuyên làm chuyện nghịch lý, có hại cho cộng đồng và xã hội, làm rối loạn, quấy nhiễu cộng đồng xã hội. Đây là tất cả những điều chúng ta nên tránh đó quý vị. Tôi sẽ đọc tiếp tục. Biếm chục người chính trực, bài xích người hiềm tài có đức, làm việc không giữ chánh pháp, là tất cả những điều chúng ta nên tránh, bởi vì chúng ta có nhân đức. Một người có nhân đức sẽ tránh được những điều này. Trong lòng luôn cho người khác là mắc lỗi, thất bại, thấy sự việc của người thành công sinh lòng đố kỵ, hạ thấp người để lấy phần lợi ích cho mình, vì tư lợi cá nhân mà phải bỏ lợi ích của cộng đồng xã hội. Đều phải nhớ kỹ mà phải tránh. Đó là hai cái chương chúng tôi đọc trong cái sách cổ xưa của Thánh Hiền, của người xưa dạy lại. Và chúng tôi đem hai cái phần này để mà phối hợp cho cái chủ đề nhân tướng và nhân cách của con người. Quý vị nghe qua có thể thấy được cái tính chất quan trọng của nhân cách, và khi chúng ta phải kiểm tra lại cái cuộc sống của mình, cái sinh hoạt của mình hàng ngày như thế nào, để chúng ta có cái sự nhớ lại lời Thánh Hiền dạy, mà chúng ta kiểm tra lại cái nhân cách của mình, có khi là một điều có lợi cho chúng ta trong cuộc sống ngày nay. Chúng tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào. Alo. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh. Tháng 2, ngày 24, 1994, lúc 10 giờ sáng. Năm 1994, ngày 24 tháng 2, lúc 10 giờ sáng. Anh lắng nghe đến cái cuộc đời số mệnh của mình. Thứ nhất, người này có một cái mệnh đóng tại cái cung Dậu ngày 24 tháng 2 năm 1994. Ngày 24 tháng 2 năm 1994, đúng không ạ? Dạ đúng. Lúc 10 giờ sáng. Người này thứ nhất là cái người ta gọi là đời của mình đó là sinh ra trời cho mình cái vóc dáng tương đối đẹp, trông có vẻ thông minh, nhưng mà là học không có đạt được cái kết quả gì hết. Tức là con người cái bản chất nó chỉ cho là cái nhìn về
trông có vẻ thông minh, trông có vẻ giỏi, trông rất đẹp trai, trông hào hoa, trông hay lắm, nhưng mà vướng mắc rất là nhiều chuyện rắc rối về cái vấn đề đường tình cảm của mình, sai lầm với đường tình cảm của đời của mình. Mặc dù con người mình thông minh, cuối cùng cái việc học sẽ dẫn đến những cái khó khăn trong việc học của mình và khó thành tựu trong việc trong việc học của mình quá, là bởi vì quá sức bị năng động, bị làm nhiều vấn đề quá, quá sức sinh hoạt nhiều quá. Nhưng mà trời cho được cái coi là con người cái vóc dáng trông thông minh, trông giỏi, và thật sự thông minh thật, và thường thường đẹp thật, và thật giỏi thật, nhưng mà sẽ đi sai lầm rất là nhiều cái vấn đề mà tôi gọi là vào cái trường đời sớm quá, vào song sáng vào trường đời sớm quá sẽ tạo nhiều cái cơ nghiệp cho mình. Người này cuối cùng cuộc đời của người này đó thì thầy cho biết rằng là cái cơ nghiệp mà tạo được á, thì không tạo được một cái chức phận cơ nghiệp gì lớn hết á. Tiền bạc của mình thì cũng chung chung mà thôi. Đây là người vào cái kiếp nghiệp rất là lớn. Cái cuộc sống của mình, cái đường vợ chồng con cái vô cùng nặng nề, khó khăn. Nhưng mà được cho cái vóc dáng, được cho trí tuệ, được cho thông minh, nhưng mà không cho mình cái cơ nghiệp thành tựu gì hết. Mãi đến cuối đời của mình, về đến tuổi 55 tuổi trở đi thì mới tương đối sống đầy đủ và thành tựu. Chúc may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp. Alo. Hello. Xin đọc năm tháng ngày giờ sinh. Thầy Chí Đức đây. Dạ. Hello. Đọc ngày tháng năm sinh dương lịch. Đọc ngày tháng dương lịch. Kính thưa quý vị, khi quý vị 25 tháng 1 1997. Vâng. 3 giờ sáng. 25 tháng 1 năm 1947. 1947. Lúc mấy giờ? Dạ 3 giờ. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Người này sinh năm bao giờ Sửu nhé. Tôi xin lặp lại. Người nữ sinh vào ngày 25 tháng 1 dương lịch năm 1947 và sinh vào giờ Sửu, có một số mệnh như sau. Đây là một người nữ có sao Vũ Tham. Vũ Tham đây là người thứ nhất là người phải giỏi tháo vát, người đàng hoàng. Nhưng người này chỉ có một đặc tính duy nhất, đó là khi mà vào trường đời mà làm việc thì người này rất là xông xáo, chỉ có một khả năng duy nhất đó mà thôi. Tức là cái số mạng của người này là phải nói rằng là người thì là tốt, nhưng mà với cái tâm trạng mà về tháo vát trường đời buôn bán rất là giỏi, rất là tháo vát, nhưng mà người này lại khó giữ của. Cái có khả năng con người tốt, con người có vũ tham, nhưng mà vì cái đặc tính của mình là thái dương cựu kỵ hung thần, tức là mình làm nhưng mà mãi về cuối đời của mình, nhớ mãi về cuối đời của mình thì mới đạt được, còn đầu đời của người này sẽ tạo nhiều cái khó khăn trong gai vô trùng, tức là cái sự tạo nghiệp chờ cho ăn mình và hậu vận mà thôi. Tức là bắt đầu từ bao nhiêu, bắt đầu từ 42 tuổi trở đi thì chờ mới cho sự giàu có thành công, cho đến hết đời của mình là một người thành công giàu có đó. Nhưng mà người này tốt và tháo vát và chịu khó làm việc, mà người có cái nghiệp lớn trong đời, đường vợ chồng con cái thì cũng tương đối là thành công, đường vợ chồng con cái thành công. Chỉ có khổ và gian truân ở lúc đầu đời, nhưng cuối đời mình là người thành công giàu có và người thành tựu, người tốt, người đạt được cái chức nghiệp và cơ năng của mình. Chúc may mắn. Chị chỉ biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp. Alo. Alo, dạ cho xin hỏi gặp thầy ở thầy là cứ đọc năm tháng ngày giờ sinh ạ. Tháng 7 ngày mấy tháng mấy ạ? Ngày 14 tháng 7 năm 1964. Rồi, xin cho biết sinh lúc mấy giờ? 3 giờ sáng. Lúc 3 giờ sáng. Rồi người này sẽ về Sửu. Người nam sinh vào ngày 14 tháng 7 năm 1964 vào 3 giờ sáng. Người này có mệnh giờ âm lịch á. Không được, tôi phải đổi lại ngày dương lịch cho chú nhé. Như vậy sẽ mất cái thời giờ lắm. Lần sau chú gọi vào thì nhớ. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã dặn rất là nhiều lần trong chương trình tử vi số mệnh là chú vị gọi vào nên cho tôi ngày dương lịch, tức là cái ngày mà chúng ta có sẵn đó. Thì bây giờ chú đã tôi phải chuyển lại, tức là chuyển tháng dương qua tháng âm, tháng âm qua dương, của ngày của tháng, chúng tôi rất mất thời giờ nhé. Thì cái này không nhớ đó thầy, tại lúc hồi xưa gia đình ông già ông ghi lại á là ngày âm lịch đó, thử ra không có nhớ được ngày dương lịch, không biết luôn. Rồi như vậy là ngày 21 tháng ngày 14 tháng 7 năm 1964. Anh nghe trên TV. Ngày 21 tháng 8 dương lịch, tức là ngày 14 tháng 7 năm 64 giờ Sửu, anh có một số mệnh định mệnh như sau. Thứ nhất là người này là cái người tôi gọi rằng là phải nói là có khôi việc thiên lộc, tức là cái người là bản chất của cái người, tức là cái người mà luôn luôn phải đấu chọi, phải đi vào, không bao giờ hài lòng bất cứ chuyện gì hết. Đây là người có thiên việc, khôi việc về là thông minh, có hóa lộc, là người biết tiến thân học hỏi. Nhưng mà người này bị một cái điều duy nhất là khó khăn là làm cái gì rồi cuối cùng mới là
người thì giỏi khả năng đó, nhưng làm cái gì không có một cái chí hướng mạnh, không một quyết định mạnh mẽ rõ ràng, cho nên là cuộc đời của mình nó sẽ đi vào những cái chỗ tôi gọi là làm đôi chừng rồi bỏ, hoặc là làm gần tới đích rồi là thay đổi ý định. Người này có một cái giai đoạn rất là quan trọng cần phải ghi nhớ, đó là cái giai đoạn bắt đầu từ 55 tuổi đó, đại vận này, tức là đại vận này bắt đầu đi sự đến cái sự tôi gọi là 1, 2, 3, 4, 5, đây là giai đoạn này là giai đoạn thất bại trong đời của mình nhé. Đây là giai đoạn thất bại của mình, sẽ không được như ý đâu. Thầy báo trước phải mất thế nào phải mất ít nhất là phải tới 63, 64 rồi đi thì trời mới cho cái cơ nghiệp của mình làm lại cuối đời của mình là người thành công nhé. Đây là giai đoạn trời cho mình là vô cùng sóng gió trong gai. 42 tuổi thì rất là liều lĩnh làm ăn kiếm tiền có bạc tương đối thành tựu, 42 tới 52 tuổi, nhưng bây giờ bắt đầu từ 2 năm nay đã bước vào sự khó khăn, có bệnh tật, gặp khó khăn, cuối đời mình sẽ làm lại được cái cơ nghiệp của mình. Chúc may mắn. Xin thưa quý vị, chúng ta vào phần tổng kết của chương trình ngày hôm nay với chủ đề nhân tướng và nhân cách của con người. Chúng ta quá bận rộn có khi quên mất kiểm soát đến cái nhân cách của mình, cái nhân tướng và nhân cách của mình. Để chúng ta có một cái sự sống đầy đủ ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Chúng tôi hy vọng là trong một tiếng vừa qua với chủ đề nhân tướng và nhân cách của con người đã đem lại cho quý vị nhiều cái thú vị và hấp dẫn, cũng như là kiểm soát lại cái con người của mình, nhớ lại mình, con người của mình về nhân cách của mình. Mong quý vị luôn luôn có sự tốt đẹp, thăng tiến khi về nhân cách của mình. Kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một cuối tuần đầy thánh lời. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới ngày thứ 6 từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Xin kính chào.